Nước chảy ra rất là ngon lành nha. Đó, tôi làm mô hình vậy ha. Rồi. Rồi, mến chào các bạn và các em. Hôm nay tiếp tục giới thiệu với các bạn và các em một video nói về cách lắp một cái mạch rửa tay tự động nha. Dùng cảm biến hồng ngoại. Đây, cảm biến hồng ngoại đây. Trong chương trình công nghệ 8 hoặc là những cái lúc mà chúng ta cần thiết kế những cái stem ha, cái stem về những cái mạch điều khiển. Thì ứng dụng của cái mạch điều khiển mà dùng cái hệ thống máy bơm bơm nước như vậy là chúng ta dùng cái đây dùng để thiết kế một cái mạch rửa tay tự động nha. Theo những cái version mới vừa rồi cũng đã gửi cho các bạn và các em xem những cái video về những cái sử dụng cái loại khác. Hôm nay sẽ tiếp tục gửi cho các bạn các em một cái loại khác nữa nha, chúng ta theo dõi nha. Rồi, để chúng ta có thể lắp được mạch này thì chúng ta cần có những cái thiết bị sau. Ví dụ như đây là cái cảm biến hồng ngoại nha. Cảm biến hồng ngoại đó, dán ở đây nha, chúng ta xem nha. Có 3 chân không? 3 chân. Và có hai cái đèn led ha. Một cái led phát tia hồng ngoại và một cái led thu tia hồng ngoại ha. Một cái bộ phát, nói chung là một cái bộ phát tia hồng ngoại và một cái bộ thu tia hồng ngoại. Rồi đây là cái biến trở để chỉnh khoảng cách thu phát ha, thu phát tia nha. Thì khi có cái khi con mắt hay là cái bộ phát tia hồng ngoại này nó phát tia hồng ngoại ra mà không có vật cản, có nghe thì cái bộ thu tia hồng ngoại này nó sẽ nhận, nó có nghĩa là nó không có nhận được tia hồng ngoại ha. Thì mà cái mạch này, cái cảm biến này bình thường nha. Mà khi có vật cản trước hai cái con mắt này đúng không nè, đó thì tia hồng ngoại sẽ gì xạ lại. Khi con mắt phát này nó phát tia hồng ngoại ra thì cũng đọc thì tia này gặp vật cản sẽ phản xạ lại, thì cái bộ thu hồng ngoại này nó sẽ nhận được tín hiệu đó và nó gửi tín hiệu ở ngõ ra này, truyền hiệu ngõ ra này để chúng ta có thể điều khiển những cái thiết bị phía sau ha. Rồi chúng ta nắm đại khái là như vậy ha, chung chung là như vậy. Thì cái cảm biến này nó có 3 chân, thì nó có cấu tạo là gồm có chân VCC là chân cộng 5V, chân VND là chân trừ 5V và cái chân thứ ba bên trái ngoài cùng đó là chân out của nó ra tín hiệu ra. Rồi bây giờ đến cái thứ hai là cái module relay. Đây là cái module này là cái bộ nhận cái tín hiệu từ cái cảm biến ha, để điều khiển ha, khuếch đại tín hiệu nha. Và nó sẽ điều khiển cái relay. Relay thực chất là một cái công tắc ha, công tắc. Và công tắc này là vừa thường đóng ha, và nó có hai trạng thái là thường đóng và thường mở. Bình thường thì nó đóng ha, nó đóng ở cái chân gọi là NC, đúng là nó đóng qua chân NC. Thì cái chân COM là cái chân chung NC. Còn bình thường có tín hiệu thì nó sẽ chập qua bên tín hiệu cái ngõ của tiếp điểm thường mở là NO ha, nó chập qua đây. Thì mà mình sử dụng cái hệ thống điều khiển của ba cái ngõ này ha. Đó, để ta tùy cái ứng dụng mà người ta làm nha, cho nó đúng nha. Thì một lát chúng ta ứng dụng trong cái trường hợp này như thế nào ha. Thì ba cái ngõ này gồm có COM, NC tiếp điểm thường đóng và NO là tiếp điểm thường mở. Và đây là ba cái ngõ vào của nó là cái, cũng được ký hiệu bởi chân gì DC cộng là 5V, DC trừ 5V và sinh in. Ngõ vào lấy tín hiệu từ cái ngõ ra của cảm biến ha, hồng ngoại cũng được cung cấp. Đặc biệt ở đây có một cái zoom hay là một cái chốt, chốt có ba chân. Bình thường cái cảm biến này nó kích ở mức thấp ha, cho nên chúng ta đặt ở cái zoom này ở vị trí bên dưới ha, trừ cái chân đầu ra ha. Nếu mà cảm biến chúng ta kích ở mức cao thì ta rút cái zoom màu đen lên, chúng ta đưa lên nối vô hai cái ngõ, hai cái chân của cái chân giữa và chân phía trên. Còn kích mức thấp đối với cảm biến này thì chúng ta nối vô cái chân giữa và chân ở phía dưới nha, cũng thật rồi, chúng ta nói giờ đúng nha. Rồi, đây là cái module relay nha. Rồi, còn đây là đây máy bơm mini. Máy bơm này có đặc điểm là
phải nhúng vô nước, nó có thì cái ngõ nhúng vô nước thì nó hút nước từ cái ngõ này và cái ngõ này ngõ ra nước ra ha đó. Trước đây cũng giới thiệu với chúng ta là cái máy bơm mà dùng trên không cần nhúng vô nước rồi. Hôm nay là cái phiên bản này là các bạn phải nhúng vô nước nha, nó chạy ha. Rồi nó chạy tốt và cũng là máy bơm này có hai cái dây, dây đỏ tương ứng dây dương và dây đen là tương ứng dây âm nha, ta nấu đúng chừng. Ngoài ra còn có một số cái bộ dây cắm và các cái nguồn ha, dây nguồn nha, các bobino để chúng ta nối dây cho thuận tiện ha. Chúng ta dùng dây điện bình thường đó, thì chúng ta nói bình thường, còn nếu đây ở đây dùng dây cắm thì chúng ta nói chỉ cần cắm vô thôi thì nó đơn giản hơn ha. Rồi bây giờ đây để chúng ta lắp thì chúng ta xem cái sơ đồ ha. Đây sơ đồ nó vậy ha, đó chúng ta xem trước ha. Rồi đó, đó. Đây, cái cảm biến này có ba cái ngõ là VCC là ngõ cộng này, cộng 5V nè, Zin đi là ngõ trừ 5V là ngõ tín hiệu ra out nè. Chúng ta sẽ tương ứng ta nối vô cái ngõ DC cộng cũng 5V của module nè. Cái ngõ Zin đi của bên cảm biến sẽ nối với cái ngõ DC trừ nè, ngõ out của cảm biến nối với ngõ in của module nè. Hai cái ngõ cộng trừ này chúng ta cấp nối vô nguồn cung cấp nè. Đây có công tắc, nguồn công tắc luôn ha. Tương ứng nha. Yeah. Rồi còn ba cái ngõ của cái module relay, cái ngõ com chúng ta nối lên cái nguồn 5V nè. Còn lên là ô nối vô trong cái bơm nước nè. Và cái ngõ cái dây trừ của bơm nước ta nối nguồn âm ha. Đây là ngõ nước vô nước ra. Rồi ta xem nha. Đó. Ha, rồi. Ha. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta đấu nối nha. Rồi. Để chúng ta đấu nối thì chúng ta cần có đấu nối cái dây này trước nè. Rồi ta cần có bộ dây này. Ta thấy là đây có ba cái chân thì chúng ta phải dùng bộ dây là ba sợi nha, ba sợi. Rồi cho nó khác màu một xíu nha. Đó. Rồi đây ba sợi này. Đực cái. Đây là đầu đực. Đây là đầu cái. Để ghim vô lỗ nha. Rồi ông ta quy định là cái dây đỏ là ông ta dây cộng, dây nguồn dương, cái dây sậm hơn là dây nâu này, dây nguồn âm ở đây là dây cao là dây tín hiệu nha, tín hiệu ra. Rồi ông ta lần lượt ông ta nối vô trong cái chân của cảm biến. Rồi đó, giờ dây trừ luôn ta nối vô. Rồi đẩy vô ha. Chân gãy chân ha, đó làm cho nó còn cái đầu này ha, còn cái đầu này ha, ta nối vô trong cái dây ao cho cảm biến như này. Rồi ha, thì là chúng ta có ba cái chân nối vô trong cảm biến rồi ha. Rồi nối sẵn. Rồi đối với cái module thì ở đây chúng ta có cái chúng ta đấu mà ba cái chân và chân cộng nè, chân trừ nè và chân ngõ in nè ha. Rồi chúng ta lần lượt chúng ta tiến hành chúng ta lấy cái tua vít đó ta mở lỏng ốc ra thôi, dặn lỏng thôi nha, không có dặn rớt ra ngoài, dặn lỏng thôi cho nó có cổng dính hở ra thôi, ba cái lỗ này hở ra để chúng ta đưa dây vô. Và chúng ta cũng sử dụng cái bộ dây này ha. Rồi ta chọn đi, ta chọn cái dây ha, đỏ cộng và dây sậm hơn là trừ nha. Rồi ta cũng nối vô đây. Rồi ha, sợi này ta nối vô đây. Đó được chưa, ta giữ lại rồi ta siết dây lại đó, nói gì cho đơn giản nha, siết vừa đủ thôi, không siết chặt quá đó ha. Ta dùng hệ thống dây cắm nhằm ta nối cho nó dễ. Rồi vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta nối dây ha. Ở đây chúng ta đây cái domino này chúng ta có hai cái đường vào của cái nguồn nè, hai ra tương ứng nè. Chúng ta lấy cái ở trên này chúng ta chọn dương, ở dưới chúng ta chọn âm đi. Rồi đây lấy cái cộng dương đó, đầu dương của module, và chúng ta lấy cái đầu dương của đó, cái cảm biến chúng ta nối vô, ta bóp cái chân ở lại ha, nó sát gì đó dính vậy nè. Rồi tương tự cho cái đầu âm,
cộng âm ha. Rồi đầu âm của hai cái cảm biến và cái module ha, chúng ta nối với cái đầu còn lại nó sát vô. Rồi vậy ha, đó mà thấy ha, để xem nè, được chưa? Đó làm gì suy kỹ ha. Còn cái đầu này nè là tín hiệu, đây là tín hiệu ra của cái cảm biến, thì ta nối vô đâu? Ta nối vô cái chân in này ha, ta bằng nó này, ta nối vô, nó nối, ta siết lại ha. Rồi cứng này ha, rút không ra ha, được chưa? Đó vậy thôi. Ở đây là cái máy bơm, thì cái đầu âm của máy bơm nối lên cái nguồn âm, thì ở đây có cái cục nguồn đây ha, mình nối vô trong cái đầu âm của cái nguồn đây này. Đó, hai cái này mình quấn chung lại nhau. Đó, mình chút chơi ha. Rồi đầu âm này nè, quấn chung lại. Chung lại nhau ha, cũng được hay biết đó. Rồi ở đây mình nối chung vô cái ngõ âm, âm là ngõ dưới đây đúng không nè, thì âm thì mình nối vô đây. Rồi được chưa, mình thấy chưa đó, âm này ha, mình thấy từng bước. Còn dây dương này tôi nói đâu, dây dương này thì anh Tâm cứ tiến hành cho tuốt ha. Dương tâm rồi, dây dương này ta nối vô ở trên khúc trên này ha, chúng ta có cái thiết bị chuyên dụng ta nối được đó. Dây dương này nó sẽ nối qua cái cổng này được chưa nè. Rồi cái gì, rồi còn lại nè, cái dây dương của cái máy bơm ha, bơm này đó, theo cái sơ đồ thì chúng ta nối vô cái chân NO ha, NO là chân này đúng nè. Rồi ta nối vô đây nè, chân này ha. Rồi ha, ta nối vô đây được chưa. Rồi, còn cái dây mà cổng cơm này nè ha, chúng ta nối vô cái nguồn dương ha, nguồn dương ở trên đây, chúng ta chọn nguồn dương nào chúng ta nối vô cũng được ha. Nguồn dương thì chúng ta chọn một cái đoạn dây, chúng ta nối vô. Rồi siết áp đi, tóm ta làm từ từ từ. Nối nguồn dương đây, thấy không? Này nó xúc ra ha, chúng ta nối lại. Rồi ha, đó là khi xúc cũng làm ta quấn vô, ta nối lại đó, chưa? Đây là có chạm nối, đó ha. Rồi xem lại nha, dây dương mới bơm, nguồn dương ha. Rồi, chưa nè. Đó, như vậy là chúng ta có cái bộ đấu dây sẵn ba cái bộ rồi, xem ha. Đó nha, cái bơm đây ha, đó ta xem nha, xem nữa là đó, xem vậy nói như thế nào nha. Rồi đó, hay chưa, như đây ha, được chưa nè. Rồi đó, nói kỹ ha, dương ngón dương. Rồi giờ tiến hành chúng ta sử dụng mạch ha, ta dưới làm việc của nó cấp điện. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành gắn pin vô, chúng ta dùng 3 cục thôi, pin tiểu AA ha, pin AA nha. Rồi, nói vô đó, một cục này. Cái đầu lò xo này là nối cực âm nè, có hai đầu, đầu này đầu nhô là đầu dương, đầu này là đầu bằng, này là đầu âm, thấy không? Ta nối vô cực lò xo đầu âm, rồi nối dẫn xuống nha, lò xo đầu âm ha, là đầu dương ha, âm này nối xuống rồi đó. Bây giờ ở dưới đây có công tắc, tắt đi, điện tắt hoặc là đèn sáng ha, công tắc đây đó,
chức tuyển dụng ta khỏi cần phải mua đấu công tắc ha. Rồi, đó, được chưa? Rồi giờ ông ta bật lên nha. Bật lên nha. Đó, ha, có đèn đỏ lên. Được chưa? Nếu bơm chưa qua làm việc, đưa tay vô. Đó, bơm chạy, chạy ra ha, mà rất là tốt nha. Có vật cản thì mới bơm, nó sẽ bơm. Thấy chưa? Rồi, thấy ra, thấy chưa nè. Thì là ok nha. Rồi bây giờ chúng ta lắp theo cái bộ hoàn chỉnh. Rồi bây giờ chúng ta kiếm miếng bìa ha. Đó, sắp xếp. Ta tiến hành ta sắp xếp rồi. Đó, sắp xếp làm sao? Đây. Cho nó đẹp. Đó, sắp xếp. Thấy chưa nè. Dán đâu cho đẹp. Nó bị dày. Đó, mình cứ dán lại, bố trí lại ha, bố trí lại cho sao cho miếng bìa này cho đẹp, cái bơm vậy nha. Rồi đó, bây giờ ha, đó bây giờ mình dùng đồ mình dán lại nha, xuống quấn keo mình dán lại đó, sắp xếp lại vậy, được chưa? Rồi riêng cái máy bơm này nó nhúc là nó chìm ha, nó chìm cho nên là mình kiếm cái hộp nào mình dán vô trong cái hộp này. Đó, mình bỏ vô trong cái hộp luôn, rồi nhúng vô trong cái hộp ha, được chưa? Đó, hộp này. Đúng vô rồi giờ mình dán vô nha. Thôi ha, đó giờ mình dán hết à, vô đây định vị nó dán luôn hộp luôn ha, có nước vô đây luôn, được chưa các em nhé, thấy ha. Rồi bắt đầu bây giờ tính chuyện gì đây, mình bỏ nước vô mình thực hành thôi ha, mình làm thôi, được chưa? À đây ra xíu mình theo dõi nha. Rồi nè, đó bây giờ mình sẽ kiếm mình nối vô cái ống nước nha. Rồi bây giờ mình dán nước vô đó, mình để ống nước vô nha. Rồi đưa ống ra, bố mình sẽ cố định cái ống này á, thiết kế cố định ống nha, kéo này xa xa nè nha. Rồi mình tiến hành mình đổ nước vô đây, được chưa? Rồi mình đặt một cái chậu ở đây ha. Đó ha, cho nước nó chảy ra đây nè, đừng có cho nó ướt cái mạch cảm biến này nha, là nó bị chập mạch nha. Pin đây ha, đưa ra ngoài nha, mình thiết kế nha, mình đưa ống ra vậy nha. Rồi đó giờ mình đổ nước vô cái này nha. Rồi tiến hành đổ nước vô, đổ đầy vô nha. Rồi đó đầy ra. Rồi ha, thì chúng ta có nước rồi đó. Rồi mình để lùi lại xíu nè, đưa cảm biến vô à, đây là cái hứng nè, đây là cái ống nước đây ha. Rồi ta bật điện lên nha, đây công tắc như đây, bật lên rồi đèn sáng lên nha. Đây đèn này, đèn này hai đèn mà chưa làm việc, cảm biến ha, vẫn chưa có vật cản nha. Nếu ta đưa cái tay vô hay vật cản vô là cái bơm nó sẽ bơm nước này, ta xem nha. Rồi ha. Rồi đúng rồi. Ha. Rồi ha. Để sát sát vô đó mấy bơm ha. Đó, được chưa nè. À được chưa? À đây là khoảng cách hơi nhỏ xíu. À vậy ha. Rồi. Rồi, ở đây có một điều á, cái khoảng cách của cái cảm biến này là khoảng chừng nó khoảng chừng là 5 cm hoặc 6 cm đổ lại thôi. Vậy ta muốn điều chỉnh cái khoảng cách nè vật cản á, thì chúng ta điều chỉnh cho xoay, làm cho xoay cái biến trở này ha, xoay nhẹ nhẹ thôi, vẫn miễn sao chúng ta điều chỉnh khoảng cách cho nó lớn là chút xíu để chúng ta đưa tay ra nó có khoảng cách ha, tùy chúng ta ha. Đó, cái biến trở này chúng ta chỉnh nha. Rồi sau khi chỉnh xong thì chúng ta đưa tay ra lại ha. Đó được chưa? Đó được chưa? Đó sau khi đã chỉnh xong đó ha, nước chảy ra rất là ngon lành nha. Đó ta làm mô hình như vậy ha. Đó đây là cái bộ rửa tay, cái mảnh rửa tay tự động dùng cảm biến hồng ngoại nha, đã lắp bằng pin và sử dụng cái máy bơm mà dạng chim nhúng trong nước ha, ta làm đó. Mong rằng cái video này sẽ hữu ích đối với chúng ta, chúng ta sẽ có nhiều cái video mới sắp sửa chúng ta sẽ nhận được, tiếp tục các video mà hay hơn nữa, ứng dụng nhiều cái lĩnh vực của cảm biến hay hơn nữa. Và chúng ta hãy nhấn nút chuông đăng ký kênh, nhấn nút like để
những lúc chia sẻ ha, để cho mọi người cùng biết ta thực hiện, người ta làm cái sản phẩm này, sáng tạo này ha. Rồi, rồi, mến chào tạm biệt các bạn và các em nha, hẹn gặp lại.